Mấy giờ em đi bộ rất là khỏe đó mọi người. Dạ, bởi vì khỏe các bạn à, đi khỏe hả? Đi khỏe hơn mình đó. Ờ à, vậy hả? Ờ chứ em không phải là dạ từ. Em cũng không dám cho đi lại nhiều quá. À, nhưng mà thật sự với bạn đi hồi biết là đi bộ là 2-3 tiếng đồng hồ đó. Ủa vậy hả? Ờ đi làm. Đi leo núi nè, nói chung mà leo những cái núi ở đây không ăn thua gì với lại các bạn này đâu. Em thì sợ quá, em có nhờ bạn là phải giống như là ẩm ba ở chứ mà giống như là cổng các bạn nên sợ các bạn đi mệt á. Ờ em không biết là đi khỏe như thế. Ví dụ như hôm nay là ngày thứ hai đúng không? À, thì anh lại có cảm nhận như thế nào khi mà làm việc ở môi trường này á? Dạ em thấy cũng ổn định với lại cũng bình thường. Có nghĩa là có vui không? Vui không? Dạ có. Có mệt mỏi không? Dạ không. Không mệt đúng không? Đúng mà tập tạ đúng không? Dạ. Tập tạ lần đầu tiên hãy lên đây nghe thì cũng mức lương của các bạn thì cũng rất là tốt cả nhà. So với những người bình thường thì các bạn nghe nói là 1 tháng 15 triệu anh hả? Dạ đúng rồi, 1 tháng 15 triệu. Ăn uống lo ở ngủ nghỉ đúng rồi, xong hết chứ. Dạ ăn hết. Đi có xe đưa đón luôn. Đi đúng rồi, sáng nay có xe đưa đón à. Dạ. Nói chung là rất là tuyệt vời quý vị, rất là tuy là thiệt các bạn thiệt thòi về cái chiều cao nhưng mà cũng rất là may mắn khi hôm nay được làm việc ở nơi đây. Hãy thấy rằng cái công việc của Lợi rất là phù hợp phải không Lợi? Có dạ. Thể phù hợp với em không? Dạ có. Dạ, xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hiện tại thì Hải đang ở thành phố Đà Lạt. Hay hôm nay thì Hải đưa ba chị em của Lợi ha lên thành phố Đà Lạt để đi làm. Thì hôm nay chắc Hải cũng sẽ đi về. Thì sau khi lên đây thì thấy công việc của ba chị em cũng ổn định, có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm quý vị ơi. Thì Hải cũng muốn chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình cả nhà cùng yên tâm nhé. Thì đây quý vị ơi, đây là ngôi nhà mà ba chị em đang ở đây ha. Đó. Wow. Bây giờ thì Lợi đang ở trong một căn nhà có anh trai ở đây cũng đỡ đầu rồi nên mình cũng rất là yên tâm ha. Ơi chào anh trai nha. Mình lên sóng luôn nha. À, thì anh cũng tên Quyên đúng không? À, đúng dạ. Rồi, hả? À, anh Quyên thì cũng làm nhân vật của Trang giống như ba chị em. Có Trang và nói chung vị thằng Long Bông. Là Long Bông à. Rồi còn ba chị ăn đây ha. À, thì Hiếu Hằng Hiếu thay đồ rồi đó. chuẩn bị tí nữa là đi đó cả nhà ha. Còn Lợi ơi. Dạ. Sao tối ngủ ngon không? Dạ có chứ. Có à? Dạ. Uống ngon luôn chứ thấy ngáy khò khò mà. Chưa có đầu là thay phiên sáng chạy. À. Ra là cũng dự định hai bạn nữ, còn bạn kia là có một bạn nữ. Hồi xưa là hai bạn nữ cho bé Nấm là làm cộng tác thôi. Dạ. Bây giờ thì bé Hiếu cũng mới lên mới có ngày cả nhà nên là chắc cũng chưa có may đồ kịp đó nên là hai chị em thay phiên nhau hai chị gái á ha. Sáng mà bạn Hiếu làm thì Hằng nghỉ. Nói chung là chắc cũng ngày mai ngày mốt thì chắc có quần áo thôi. Có đầy đủ hết rồi mấy chị em làm. Bây giờ có đây mình thử việc nữa ha. Nói chung ở trên đây mấy anh em cũng hỗ trợ nhiệt tình rồi. Cảm ơn mấy anh em nha. Thấy anh em mới lên ba chị em lên thì mấy anh em cũng hỗ trợ chở đi chở về ăn uống. Thì cái khu làm thì cách đây cũng vài cây số thôi đúng không anh? Hai cây số thôi. Còn hiện tại thì cũng đang ở nhà. Mình vô nhà mình cho cô chú anh chị thấy mấy anh em có chỗ ngủ ăn ngủ rồi thấy cho cô chú anh chị yên tâm biết không? Bởi vì cô chú anh chị cũng gửi gắm mình rất là nhiều để mà lên đây gia đình rồi đó ha. Gia đình rồi bà con ai cũng nói rằng là không biết mấy anh em lên đây làm có bị lừa hay không nữa. Nói sao làm tháng công ty tiễn tới 15 triệu. Sao mà mỗi người làm nhiều dữ vậy phải không? Thì các bạn thì cũng là người đặc biệt đúng không? Hiện đây cũng những bạn đặc biệt nên là cái mức lương là như vậy quý vị. Thì cũng mừng công ty cũng tuyển dụng thì đến nay thì thuyết phục ba chị em cũng mất gần hơn tháng mới đi làm đó. Đây cả nhà ơi, anh dẫn mình vô ha. Để cho cô chú anh chị thấy mấy bạn đi có chỗ ăn ngủ rồi cho cô chú anh chị yên tâm nha. Lợi đi vô phòng ngủ qua Lợi đi Lợi. Nhà thì để đồ của công ty cả nhà. Đây. Rồi. Đây chỗ ngủ rồi toilet rồi phòng là quá nhiều luôn ha. Đây, đây có hai phòng ha. Hai phòng này thì cho ngồi chưa xếp mền lại đúng không? Là tí nữa xếp mền nha, ông mới ngủ dậy. Ngủ dậy là xếp liền ngay lại. cái giường ở bên cạnh đó thì để không. Lợi thì lên trên lầu. Đúng là hai chị em dạy chắc giặt đồ đúng không? Chưa xếp mền đúng không? Đó.
Đó, cho Lợi lên phía trên nha. Đây lên cầu thang giỏi lắm luôn á. Đây là sắp tới là ở trên. À, sắp tới là ở trên, sắp tới anh ngủ dưới sofa luôn đó. Rồi lên. Rồi. Đây giường phòng của Lợi đây ha. Đây phòng ngủ thì có 4 người mà đến 5 cái giường hả? Đó, ở đây cái nữa này, 6 cái giường. Đây cả nhà. Review luôn cái chỗ ở của Lợi ha cả nhà. Trời lên này nó mát lạnh cả nhà ơi. Wow, đây là phía trước các bạn. Lan này. Đà Lạt cả nhà ơi. Ở đây là xã Tà Nùng đúng không anh này? Xã Tà Nùng em ha. Xã Tà Nùng, ai xã Tà Nùng? Phố Đà Lạt, phố Đà Lạt. Lâm Đồng. Tính ra Lợi ở đây này ở quá sớm rồi ha. Được ở ha, biệt thự luôn rồi. Rồi. Cả cô chú anh chị mình cũng yên tâm nha, không có lo lắng gì cho ba chị em nha cả nhà. Có nhiều cô chú anh chị sợ lên đây xa xôi rồi bị lừa đảo hay gì đó anh em, nên là mình cũng cho cô chú anh chị thấy để cho yên tâm với không. Vậy là khu đó rồi nè hả? Ở một khu đó sợ cho À, đúng rồi, ý là gia đình rồi nói chung là cộng đồng á, cũng trên kênh YouTube của anh đây cũng lo sợ là không biết rằng á là đưa lên đây rồi không biết có bị lừa đảo hay là có bị gì không á không, nên mình cũng muốn quay những hình ảnh thực tế nó chân thật như thế này đó, thì cũng vui là lên đây thì anh em đồng nghiệp với lại Lợi với Hiếu Hằng thì cũng ai cũng thương ba 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 bạn đúng không, ngày hôm qua đến giờ thì thấy rất là nhiệt tình hỗ trợ rồi bồng lên xe rồi chở đi rồi này kia. Anh này anh cũng về anh sắm cái chỗ cái bếp này, anh sắm cái ghế cho Lợi, ví dụ có nấu nước sôi gì đó Đấy, cái gì em check up lại, à sẽ up check lại up này. lại, em bỏ mấy thùng khác cho rộng rãi, Rồi mấy cái nước bếp đồ đầy đủ. nói chung là đầy đủ hết ha. Đó, Lợi này nhà cũng an tâm Lợi ha, đi làm ha. Bé Hiếu ha. Rồi. Đó thì hãy cùng chia sẻ nó một chút quý vị ơi. Rồi bây giờ chắc cũng vô thăm trời, sắp xong rồi đó nhanh nữa hả? Đáng lẽ để Lợi vô phòng này nhưng mà để Lợi đến phòng tranh luôn. Giường tranh luôn cho Lợi nằm an tâm với cả nhà ha. Trong này thì có tôi lấy rồi đầy đủ rồi. Nói chung là đó cả nhà thấy ha, rất là an tâm luôn. Cô chú anh chị cũng vui hơn ha, an tâm hơn khi mà hãy chia sẻ những hình ảnh như thế này đó, cho ba chị em. Hôm nay nhà này thì có 4 người ở thôi cả nhà ha. Đó. Còn nhân viên công ty thì đang ở khách sạn ở thành phố luôn, ra thành phố ở. Còn ba bạn thì gần ở gần đây hơn. Rồi. Bây giờ thì chuẩn bị đi ăn sáng cả nhà ha. Rồi về ăn sáng rồi có gì chia sẻ cô chú anh chị sau nha. Hôm nay thì Hải cũng lên đây thăm các em, đưa các em lên đây, chắc hôm nay Hải cũng đi về lại. Đó, bây giờ ra chỗ này rồi có xe của công ty chở vô đi làm cả nhà ơi. Ủa Lợi chưa thay đồ luôn hả? À, đem cái áo Lợi vô luôn. Về đó ăn sáng xong thay đồ sau. À dạ. Mấy bạn đang chạy ra. À, bãi xe của mình là xe dù khách vô tới đây là tập 36 chỗ á, hả? mình vào không được á, À. là tất cả khách hàng là bỏ xe xuống đây Đó luôn, là... rồi bên em có xe điện đưa vào, à. Gần khô rồi đó. Mấy bạn xe điện đang chạy ra đón mấy bạn. À. Ồ, là cái bãi xe này là của chỗ công ty mình luôn đó. Đúng rồi, chỗ khu lịch mình. Nghĩa là xe 10 giờ xe 30 trên ba trên nói chung trên 12 chỗ là đậu ngồi đây hết. À. Vì cái đường vô trong đó là cái thung lũng khi cả nhà. nào trong đó full xe thì đậu ngồi đây. À. Còn khách nào muốn trải nghiệm thì bên khu du lịch là có xe điện đưa từ đây đưa thẳng vào luôn. À. Rồi lên xe. Đây, xe này xe đưa đón khách đó quý vị ơi, đưa đón nhân viên ha. Rồi lên xe khỏe luôn ha. Ủa ngồi lần sau luôn hả? Rồi đi vô nghe, đi vô nha anh, ở đây có gì tí anh vô lại nha. Rồi đi vô đi chú ơi. Dạ con, em rồi đi nha.
Rồi tí nữa anh vô sau. Cả nhà đó thì ba bạn buổi sáng thì ăn sáng xong thì đi vô có xe đưa vô ha, vô đó thì cỡ 2 cây số thôi, vô trong cái thung lũng kia cả nhà đó, trong thung lũng ở phía trong kia. Nói chung là mình thấy cũng rất là mừng khi mà có công việc chỗ ở ăn, nói chung là rất là thuận tiện cả nhà. Đây nhà cô chú anh chị cũng yên tâm nha, để cho cô chú anh chị bớt lo lắng ha. Hãy cũng chia sẻ những hình ảnh ba chị em đi làm, rồi cũng được rất là nhiều anh em đồng nghiệp trong cơ quan công ty thì cũng rất là quan tâm, đặc biệt đến ba chị em tí hon nhà mình ha. Ba chị em rất là dễ thương luôn. Dạ rồi. Giờ đây cả nhà ơi, Lợi đang đứng ở đây ha. Hello. Wow, nhìn nhau đẹp trai quá ha. Thì hôm nay Hải cũng lên thăm Lợi chút cả nhà ơi, rồi cái là Hải sẽ về lại với thành phố Đà Nẵng. Dạ yeah. Wow, sáng giờ có khách đông không em? Đông ha. Wow, đây du khách tới tham quan đây cả nhà. Hello anh ơi, lên đây này có bạn tí hon này vui lắm. Đây dừng lại, đây lấy luôn. Không biết. Chắc tí quay lại lên thôi. Lời ví dụ về sau á, thấy khách mà ở phía trên kia đúng không, là em đứng đây em lớn em chào được, nhưng mà ví dụ có khách phía trên này chạy xuống là em chạy ra đây luôn, hiểu không? Em chạy ra đây luôn rồi em chào khách, em phải mạnh mẽ và lại em phải lanh lợi ở chỗ đó ha. Dạ đây cả nhà ơi, hôm nay thì Hải cũng về đây, có anh cũng là nói chung là quản lý nhân sự ở đây luôn đó ha. Dạ. Quản lý bên team diễn viên. Team diễn viên ha. Dạ. Dạ em gắn cái mic chút được không? Ok. Dạ rồi, có gì để anh em mình. Rồi ta. Mình có gắn cái mic. Dạ rồi. Cái mic để mình coi thử ta. Ok. Thì bây giờ mình ngồi chỗ nào chút đi ha, cho mát mát đi. Mình ngồi chỗ gốc cây này đi ha. Ok, gốc cây đi. Dạ. Rồi gốc cây này ha. Rồi, đây cả nhà ơi, Lợi. Thôi nên mình ngồi xuống luôn đi ha, ngồi xuống đây để mình tâm sự luôn. Okay. Mình ngồi được không? Anh ngồi được không? Đưa đây. Tưởng đầu nó đứng mà được. Dạ được. Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì Hải cũng đi về lại với lại thành phố Đà Nẵng. Thì đây anh cũng là bên quản lý các bạn diễn viên đây ha. Thì mình cũng có chút gửi gắm để cho quý vị khán giả cũng giống như là gia đình của Lợi yên tâm để cho Lợi ở đây làm việc ha. Thì hôm qua nay lên thì Hải cũng rất là vui khi được bên anh ha quan tâm các em lo chỗ ăn uống ở ngủ nghỉ rất là tuyệt vời. Dạ thì hôm nay về thì cũng mong anh là tiếp tục ha hỗ trợ cho ba bạn của mình. Thì giờ thì ba bạn thì mỗi bạn thì ngồi mỗi chỗ cả nhà, mà lên gặp Lợi đây ha. Thì mong các anh cũng tạo điều kiện giúp cho ba bạn có được cái công việc tốt ha. Thì ở đây nếu mà anh nếu mà Lợi á, nếu mà có khó khăn gì thì cứ báo cho Hoàng nha. Nếu báo cho anh sẽ support cho em. Còn ở đây nè, ví dụ như có bạn này trực ở đây á, ví dụ khát nước hay là cần đi vệ sinh gì đó thì bạn đó sẽ điều phối xe xuống chở Lợi đi nha. Cứ thoải mái, cần cái gì thì cứ nói lên là anh em hỗ trợ cho. Cứ thoải mái nha. Cứ thoải mái ha. Đó thì anh em ở đây Lợi cứ coi giống như là một gia đình của mình, đúng không? Để cho công việc nó được suôn sẻ thì mình cũng hòa đồng với lại anh em ở đây. Cũng giống như đặc biệt như đường xe nãy được qua đó thì anh có một cái góp ý, mỗi ngày mình học một chút lại biết không? Thì ba bạn cũng ở trong một ngôi làng đồng bào để mà thuyết phục để xuống đây thì mình mất cả tháng trời để mình gọi điện thoại này gia đình. Trời ơi, mình động viên chứ không phải là đi lên tay tới đây được là một cái vấn đề, nghĩa là ba bạn cũng sợ này, mặc cảm này, rất là nhiều cái mà lúc mà công ty gọi cho mình thì mình cũng sắp xếp rồi đi lên đó, lên đó mấy ngày trước xong rồi mới là lần sau đi mình mới chở lên. Có nghĩa là mất cũng một tháng trời để thuyết phục Lợi. Lần đầu là Lợi luôn anh. Thì một tháng trời đó. Dạ em đúng rồi, anh em mình gặp em nhà một tháng rồi. Thì mới ba bạn đi mới đi lên đây được. Thì cũng mong rằng là ở đây mình cũng tạo điều kiện cho ba chị em có một công việc để thay đổi cái tương lai, cái số phận.
Ví dụ anh lại ơi, ví dụ như hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Thì anh lại có cảm nhận như thế nào khi mà làm việc ở môi trường này á? Dạ em thấy cũng ổn định và là cũng bình thường. Có nghĩa là có vui không? Có vui không? Dạ có. Có mệt mỏi không? Dạ không. Không mệt đúng không? Đúng mà tập tạ đúng không? Dạ, tập tạ. Đúng. Thì mình cũng mới có ý với lại bên diễn viên đó là sắm một cái dàn tạ hay là cái gì ở chỗ này quý vị, để cho lời đắt rồi sờ đơn rồi này kia, để cho cô chú anh chị có những cái lạ đó quý vị, để cho mọi người. Thì ví dụ như mình tập thể dục cũng giống như là cái cuộc sống sinh hoạt của các chú lùn trong cái bộ phim đó đúng không? Đúng rồi cuộc sống hàng ngày đó. Nhưng mà anh nhà của anh cứ sử dụng thoải mái, anh cứ sắp xếp lại mọi thứ vị trí nào á, đó là nhà của anh mà. Mình nghe nói là trong tương lai là trong nhà này cũng bài trí rồi, dạ, đúng rồi. Làm trong cái này quý vị cũng, bởi vì nghe anh ở đây chia sẻ là trong tương lai là mình phải có mấy giai đoạn đó đúng không? Dạ đúng rồi, thì hiện tại thì tới ngày 25 này tháng 4 này á, để cho kịp ngày 30 tháng 4 thì bên em có tổ chức khoảng 6 trò chơi, rồi thêm một vườn thú và một vị thần nữa, đó chính là thằng khí. Là mình là 6 nguyên tố, hiện tại đang 5 nguyên tố hả? Thêm một đó là 6 nguyên tố ạ. Thì để cho kịp bà con ngày lễ 30 tháng 4 này đó. Với lại là 30 tháng 4 này nữa thì bên em có tổ chức là đại nhạc hội. Là mình sẽ đánh nhạc ở cho trên lưng con rùa. Vậy đó hả? Lưng con rùa đó hả? Lưng con rùa là có cái tháp, tù tháp ở đây đó đó. Dạ đúng rồi, mình có muốn một bạn đi chay để đánh đại nhạc hội của mình. Nghe nói là cũng phải 2-3 giai đoạn đó, bởi vì khu này thì cũng vừa mới khai trương cách đây khoảng hơn 10 ngày thôi đúng không? Dạ hơn 10 ngày. Nhưng mà mình thấy du khách vừa qua ở đây cũng tương đối đông quá nha. Tại vì mô hình bên em lạ, với lại có ở đây có một bạn diễn viên á thì khác hơn các chỗ khu du lịch khác là vậy. Là mọi bạn sẽ hỗ trợ khách chụp hình với khách. Thì các du khách đó rất là thích. Gọi là cái format ở đây. Nó cũng mới lạ đó cả nhà, bởi vì mình thấy cũng ở đầu tiên Việt Nam có cái thung lũng mà các vị thần nó lạ lạ đúng không? So với lại các nơi khác. Thì lên trên này thì các anh cũng có giúp công việc rồi bảo hiểm nữa đúng không anh? Có bảo hiểm cho các bạn nhân viên xã hội ạ. Sau này tụi em sẽ làm cho các bạn ký bảo hiểm xã hội rồi lương 13 theo chế độ nhà nước của mình. Đó. Hiện tại thì mức lương của Lợi là bao nhiêu là biết chưa? Thì lần đầu tiên Hải lên đây nghe thì cũng mức lương của các bạn thì cũng rất là tốt cả nhà. So với những người bình thường thì các bạn nghe nói là một tháng 15 triệu anh hả? Dạ đúng rồi, một tháng 15 triệu. Ăn uống lo ở ngủ nghỉ xong hết á. Dạ ăn hết, đi có xe đưa đón luôn. Đi đúng rồi, sáng nay có xe đưa đón à. Nói chung là rất là tuyệt vời quý vị. Rất là tuy là thiệt các bạn thiệt thòi về cái chiều cao, nhưng mà cũng rất là may mắn khi hôm nay được làm việc ở nơi đây. Hãy thấy rằng cái công việc của Lợi rất là phù hợp phải không Lợi? Có thể phù hợp với em không? Dạ có. Dạ tại vì tụi em cũng dạng hấp bếp mình đó, tại vì cũng hạn chế đi lại. Tụi em mới xây đại fit cố định một chỗ để các bạn hạn chế đi tới lui á. Như các bạn bình thường cho em thì có thể thay đổi vị trí khác nhau, nhiều vai diễn khác nhau. Còn riêng hấp bếp thì mình cứ ở ngôi nhà của mình là được rồi, cái sinh hoạt như cuộc sống hàng ngày đó. Vậy là tốt rồi ha. Thì có gì vấn đề gì đó thì Lợi cứ gọi cho anh ha, và cũng giống như là trao đổi và nói chuyện với lại các anh các chị ở đây ha. Rồi anh cũng cố gắng tạo điều kiện, ví dụ bên Lợi có vấn đề gì đó thì cũng có thể là gọi cho Hải thì cũng giống như là đại diện cho ba bạn này để giúp cho ba bạn có thể là tốt hơn trong cái tương lai ha. Còn có bé Hiếu kìa, bé Hiếu đang đi xuống kìa. Lại đây Hiếu ơi, lại đây ngồi nói chuyện luôn chút nữa Hiếu. Giờ thì cũng đến cái giờ chuẩn bị là nghỉ trưa rồi cả nhà. Nghỉ trưa xuống xong dưới kia để ăn cơm. Hiếu đi nhanh lại đây. Mấy giờ em đi bộ rất là khỏe đó mọi người. Bởi vì các bạn đi khỏe đó. Đi khỏe hơn mình đó. Vậy hả? Chứ không phải là dạ từ. Em cũng không dám cho đi lại nhiều quá. Nhưng mà thật sự với bạn đi không biết là đi bộ là 2-3 tiếng đồng hồ đó. Ủa vậy hả? Đi làm, đi leo núi nè, nói chung mà leo những cái núi ở đây không ăn thua gì với lại các bạn này đâu. Em đi sợ quá, em có nhờ bạn là phải giống như là ẩm ba ở trong, giống như là cổng các bạn để sợ các bạn đi mệt á. Em không biết là đi khỏe như thế. Hoàng lên xem những cái video YouTube của mình trên kênh á, để mà mình có những cái gì đó mình tìm hiểu thêm, để mà mình củng cố để cho khách họ xem họ có thể là vui. Tại vì em nói chung là em cũng sợ đi lại á, nếu mà được chị thì đi tốt quá. Quá tốt. Thôi bây giờ mấy anh chị em nghỉ thì để đi ăn trưa thì chưa rồi, còn anh cũng sắp xếp rồi anh đi về lại với Đà Nẵng.
Thì như anh nói với Lợi cũng giống như mấy chị em ha, cố gắng ở đây làm việc cho thật tốt, các anh chỉ gì hướng dẫn gì, bởi vì cũng hai hôm nay thì quá đông khách, mấy anh chưa có thời gian để mà chỉ training cho các em ha, để ngày mai trở lên thì các em sẽ được training hướng dẫn cái này cái kia, với lại có thể kết hợp với mình một chút để mình biết bạn này có tài năng gì đó, thì cứ trổ ra đi để cho cho công việc nó được tốt suôn sẻ hơn. Đúng rồi, cái gì ngày mai đi, ngày mai cái anh em mình ngồi lại với nhau tâm sự với nhau cho hiểu rõ hơn, tại vì mới lên qua thì nhanh quá, nhanh quá. Khách cũng quá đông nên là không có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng mà có thể trong tương lai ha, Lợi và cũng giống như Hiếu đây ha, mình có thể có cái gì thắc mắc gì thì mình cứ nói chuyện với lại các anh ở đây nha, không có ngại ngùng gì hết, anh em coi giống như là gia đình rồi ha. Gia đình đó. Rồi thì như vậy cũng cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha, đã tạo điều kiện cho các em ha. Rồi, em cũng cảm ơn anh Hải đã giúp em thuyết phục ba bạn này đến cho em làm. Dạ đúng rồi. Thật sự là cái chỗ em tìm các bạn hot biết như thế này nè, rất là khó luôn. Đúng rồi. Thuyết phục ba bạn này, thuyết phục gia đình này, nói chung là cũng rất là lao đó. Không phải là mình trước khi mà để lên đây được á, là mình phải đi đó là cái đó 4-5 ngày trước để mà mình thuyết phục lại lần nữa có đi hay không. Vì hồi trước á là cũng có một lần ở Đà Nẵng á, cũng có một công ty á, cũng có một cái quán cà phê nó cũng mời ba bạn này ra giống như là để cho vui cuốn cà phê thôi. Cũng chụp ảnh mô hình gì đó, nhưng mà anh đi lên là rất là thuyết phục được rồi, đi lên lại để chở đi á, cuối cùng đi lên cuối cùng ba bạn không chịu đi. Mà mỗi lần đi lên trên đó là phải mắc á, là như Lợi thấy là đi là 5-6 tiếng đồng hồ. Đi đường đều chứ không phải là đường ở đây ăn thua chứ ở đây 5, là 5-6 tiếng mới tới trên kia. 5-6 tiếng. Nói chung là đi ngày hôm nay ngày hôm sau về, chứ còn ví dụ như đi mà về liền á là không chịu nổi, giống như hôm trước là đi trong ngày á là về tới nhà là khuya luôn. Nên nhớ là mình cũng rất là vui là hôm nay là ba bạn có mặt ở đây. Mình cũng không nghĩ được như vậy luôn. Thôi cố gắng nha, cố gắng làm việc ha. Rồi cảm ơn bạn Hoàng rất là nhiều. Cảm ơn anh. Rồi cố gắng ha. Rồi anh Hải về nha. Hôm nay anh Hải về để các em ở đây làm việc. Có gì cứ gọi cho anh ha. Rồi. Ok. Rồi. Anh chị xuống nghỉ ngơi nha. Rồi mấy bạn đi xuống. Lấy gì? Lấy gì? Lấy nước gì đó ha. Rồi ba bạn. Rồi hai bạn về trước ha. Rồi bye bye nha. Đi xuống xong làm việc là có xe đưa về chở về ha. Về đi ăn cơm trưa đó cả nhà, xong rồi là 2 giờ lên lại ha. Rồi cảm ơn Hoàng một lần nữa nha. Rồi ok, rồi Hải cũng xin cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã theo dõi video của Hải nha. Hải cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Đây là công viên chủ đề duy nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại. Em có thể là giới thiệu một chút về khu du lịch thung lũng của các vị thần ha, để cho mọi người biết hơn. Thì đến với khu du lịch này thì sẽ có rất là nhiều nhân vật và trong các bộ phim rất là nổi tiếng, như là ở trên kia thì sẽ là có những nhà của người Hobbit, người lùn và được tuyển chọn rất là kỹ, và những người phải là lùn nhất Việt Nam. Đó thì là các bạn sinh sống ở trên kia rất là hòa thuận vui vẻ. Còn xuống tới dưới đây là nhà của người Viking. Thì khách du lịch sẽ lấy nước ở đó, nghỉ ngơi dừng chân tại đó và sẽ có xe đưa đón lên. Và xuống đây là ngay đây là ngay chỗ mình đang đứng, đó là hang rồng. Hang rồng. Một sinh vật rất là gọi là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực. Đó, mà mình đang là hộ vệ của rồng. Thì các bạn đến đây sẽ được chụp hình hóa thân thành cái nhân vật, được mặc những bộ đồ như thế này và có những vũ khí. Đó, các bạn vô các bạn sẽ giống như là mình vô một bộ phim mà mình coi diễn tưởng vậy. Còn phía bên kia đó là thần tình yêu. Bên kia là thần tình yêu ha. Dạ, thần tình yêu đó thì sẽ có một cái bạn gọi là hộ vệ của thần tình yêu. Đó sẽ minh chứng cho tình yêu của các bạn, mà ngoài tình yêu trai gái ra thì còn mình còn tình cảm gia đình. Anh em với nhau. Đó, các bạn hãy ghé thần tình yêu. Rồi thì song song đó là xuống dưới là sẽ là thần cây. Thần cây thì biểu tượng cho sự gọi là sáng suốt. Tại vì thần cây sống rất là lâu và kiến thức của thần cây rất là nhiều, cái gì cũng biết hết. Đó, và tất cả các mô hình đều cử động hết. Bên đây là đối diện thần cây là thần nước. Thần nước đó thì ở thần nước thì sẽ có một cái mặt hồ rất là lớn và sẽ biểu diễn nhạc nước trên đó. Đó, vào những cái dịp mà sự kiện event. Rồi dưới cùng đó là một nhân vật hết sức quan trọng nhất ở cái thung lũng này, đó là vị thần rùa. Thần rùa Thần rùa là nước mắt của thần rùa là có thể trường sinh.
đó, ai sử dụng nước mắt đó thì có thể gọi là trị được bách bệnh đó. Cho nên là tất cả cư dân trong thung lũng này đều phải bảo vệ vào nước mắt đó để tránh kẻ xấu cho người ta lấy đó. Và thần rùa cũng là một cái tượng chuyển động lớn nhất thế giới tính cho tới thời điểm hiện tại. Lớn nhất thế giới em hả? Dạ vâng. Là chuyển động giống như là một con rùa thật đó đúng không? Dạ đúng. Giống như là thằng rồng đây cả nhà. Dạ. Cái đó này... là trên con rùa đó thì con rùa đang mang một cái lâu đài ở trên đó. Và khách đến du lịch thì trong tương lai sẽ được lên cái lâu đài đó để chụp hình check-in. Rất là view rất là đẹp. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ nha. Bây giờ thì anh sẽ đi một vòng đây để anh thăm từng vị thần ha. Dạ. Đây thì chắc trẻ em rất là nhiều đúng không? Thích chụp ảnh ở đây đúng không? Dạ vâng, trẻ em với người trẻ sẽ thích chụp đây.